và các bạn đến với chuyên mục Môi trường và Đô thị của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên số tháng 2. Như thường lệ, sau phần tin là phóng sự, thị xã Mỹ Hào xây dựng đô thị theo hướng phát triển bền vững. Tiếp đến là phóng sự, huyện Phù Cừ đẩy mạnh xử lý rác thải tại nguồn để bảo vệ môi trường. Đến hết quý 2 năm nay, dự án xây dựng mới chợ Đình Dù sẽ hoàn thành giai đoạn 1 và đi vào hoạt động, góp phần sớm thực hiện được mục tiêu xây dựng khu trung tâm huyện Văn Lâm đạt tiêu chí đô thị loại 3. Dự án xây dựng chợ Đình Dù trên địa bàn thôn Đình Dù, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên điều chỉnh giấy chứng nhận chủ trương đầu tư năm 2021. Chợ có quy mô 12.000 m2, gồm 200 kiosk với khu vực đồ tươi sống, khu thực phẩm đông lạnh và khu dịch vụ tổng hợp. Tổng vốn đầu tư dự án là 25 tỷ đồng, trong đó 80% nguồn vốn là của nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Công nghệ Bách Việt. Dự án hoàn thành, đi vào hoạt động, góp phần nâng cao chỉ số đô thị và đảm bảo an toàn giao thương cho người dân trong xã Đình Dù và các địa phương lân cận. Với mong muốn xây dựng cảnh quan môi trường quê hương xanh sạch đẹp, thời gian qua chính quyền và nhân dân thôn Gạo Bắc, xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi đã tích cực xã hội hóa trồng nhiều cây xanh, trang hoàng đường làng ngõ xóm. Từ năm 2018 đến nay, chính quyền và nhân dân trong thôn huy động xã hội hóa được hơn 200 triệu đồng để trồng hàng cây bóng mát, đường hoa, vẽ tranh bích họa, mua sắm ghế đá và làm hàng rào lan can để đảm bảo hành lang an toàn giao thông. Hiện nay có khoảng 1 km trục đường chính của thôn đã được phủ cây xanh, tạo bóng mát và tạo ấn tượng đẹp cho người dân và khách đến thôn. Hiện thôn Gạo Bắc đang tiếp tục đầu tư trồng thêm cây bóng mát tại một số tuyến đường, góp phần nâng cao tiêu chí môi trường trong xây dựng thị xã Mỹ Hào trở thành thành phố trung tâm khu vực phía Bắc của tỉnh Hưng Yên là mục tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 26. Theo đó, xây dựng đô thị theo hướng xanh sạch và thông minh tạo ra nền tảng phát triển bền vững cho địa phương này. Dự án khu đô thị Hòa Phát có quy mô rộng 300 ha đã được nhà đầu tư là tập đoàn Hòa Phát triển khai xây dựng ngay sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ra quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Đến nay, nhà đầu tư đã giải ngân trên 2.000 tỷ đồng để triển khai xây dựng hạ tầng. Đô thị được thiết kế đồng bộ với hệ thống giao thông kết nối liên vùng. Hệ thống công viên cây xanh và hồ điều hòa tạo cảnh quan đô thị được bố trí khoa học. Không chỉ tòa nhà cao tầng mà tại khu nhà phố, hệ thống điện nước, cáp điện, cáp viễn thông được thiết kế thẩm mỹ và khoa học. Tương tự, hàng loạt các khu đô thị Yên Sơn, Phúc Thành và Lạc Hồng Phúc với tỷ lệ cây xanh, mặt nước, hồ bơi đều được chú trọng đưa vào quy hoạch thiết kế và triển khai xây dựng đồng bộ. Hiện nay thì hệ thống các cái đồ án quy hoạch trên địa bàn thị xã cơ bản là đầy đủ, là cơ sở hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, các công trình dịch vụ công cộng được thị xã quan tâm xây dựng chỉnh trang hoàn thiện, đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về điều kiện sống của nhân dân. Thị xã cũng quan tâm giải quyết vấn đề môi trường làng nghề, xử lý rác thải sinh hoạt, qua đó tạo diện mạo đô thị xanh, sạch, đẹp, cảnh quan môi trường đáng sống. Dân là chúng tôi đều nhấn mạnh về cái môi trường, những cái hộ làm ăn về cái thực phẩm, mời họ ra để giáo dục, giúp đỡ họ để họ có cái tinh thần cái vệ sinh môi trường chung của làng. Ngày chủ nhật sắc đoàn thanh niên, hội nông dân, thế rồi phụ nữ là thực hiện cái công tác tổng vệ sinh ở các cái đường làng ngõ xóm, toàn thể nhân dân các tổ dân phố, ngõ nhà nào thì cũng ngày chủ nhật đó sẽ tiến hành tổng vệ sinh, dọn dẹp. Để xây dựng đô thị phát triển bền vững, vai trò của các cấp ủy đảng và chính quyền cơ sở là yếu tố then chốt, vừa giữ vai trò giám sát việc thực hiện triển khai các dự án, vừa là chủ thể xây dựng thiết chế văn hóa khu dân cư, giữ gìn nét văn hóa truyền thống giữa đô thị văn minh hiện đại. Tích cực tham mưu với thị xã để xây dựng các khu đô thị theo hướng bền vững, giữ gìn bản sắc giá trị văn hóa đặc trưng riêng của địa phương. Trong thời gian tới, tiếp tục tăng cường công tác giám sát để đảm bảo các khu đô thị được xây dựng theo đúng cái quy hoạch. Trên địa bàn phường chúng tôi thì có các dự án chỉnh trang, rồi dự án xây dựng đô thị của Hòa Phát, của Phúc Thành 3. Chúng tôi đã rất tập trung giám sát tất cả các quy trình từ thực hiện cái công tác giải phóng mặt bằng đến khi mà đô thị được thực hiện. Tôi thường xuyên trao đổi báo cáo phòng quản lý đô thị để xây dựng đô thị theo đúng những quy trình mà đã được các cấp phê duyệt. Theo định hướng phát triển, sau 2 năm nữa, thị xã Mỹ Hào sẽ cơ bản trở thành thành phố và định hướng đến năm 2030, Mỹ Hào đạt tiêu chuẩn đô thị loại 2. Việc đưa vào vận hành hệ thống trang thiết bị công nghệ quản lý đô thị thông minh đã được thị xã phối hợp với các nhà mạng. Bên cạnh việc tiếp tục triển khai các dự án đô thị mới, các khu dân cư, khu đô thị hiện hữu cũng đang được quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động để góp phần đưa Mỹ Hào tiến tới đô thị xanh, văn minh, phát triển bền vững. Để giải quyết lượng chất thải lớn từ chăn nuôi,
một số chủ trang trại nuôi lợn trên địa bàn tỉnh đã đầu tư máy tách ép phân, vừa giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường, vừa đem lại hiệu quả kinh tế. Nguyên tắc vận hành của máy tách phân là toàn bộ chất thải không được đưa trực tiếp vào hầm biogas mà được đưa vào một hầm lắng trước khi đưa vào máy tách phân. Khi tới màng lọc, phần nước sẽ chảy ra và đi vào túi biogas. Còn phần vật chất khô thì được đưa vào máy và được một motor ép nát để làm phân bón hữu cơ. Với giá bán 1.000 đồng 1 kg phân bón, các chủ trang trại có thu nhập bổ sung hàng chục triệu đồng mỗi tháng từ áp dụng công nghệ này. Phương pháp loại bỏ rác thải bằng cách đốt trực tiếp từ lâu đã trở thành thói quen của không ít người và diễn ra tràn lan, mặc cho những nguy hại về môi trường và sức khỏe. Tại nhiều bãi rác trên địa bàn tỉnh, khi lượng rác thải tập kết đầy lên, người dân và những người thu gom thường xử lý bằng cách châm lửa đốt. Nhiều bãi rác luôn trong tình trạng âm ỉ khói ngày đêm, khiến môi trường không khí xung quanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều người cho rằng đây là hành động bình thường, lâu dần trở thành thói quen. Dân tỉnh nó cứ đốt ra đây đốt cả dây đồng này. Cái đốt rác này không phải là chủ trương, là cái người ta như nhặt cái bao này, xong người ta thấy đầy tận đốt. Quy định cấm đốt chất thải rắn, chất thải nguy hại không đúng quy trình kỹ thuật, quy định của pháp luật đã được nêu tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Tuy nhiên, việc xử phạt hành vi đốt rác tự phát lại không được quy định cụ thể. Chính vì vậy, dù hành động này gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người nhưng rất khó xử lý. Với mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu về môi trường trong năm 2025, thời gian qua, huyện Phục Cừ đẩy mạnh triển khai chương trình phân loại rác tại nguồn, tái chế chất thải tại các địa phương. Thôn Phạm Xá, xã Minh Tiến có 100% hộ dân tham gia thực hiện mô hình phân loại, xử lý rác thải tại nhà. Đây là kết quả từ sự vận động tuyên truyền của các ban ngành đoàn thể địa phương. Không chỉ người lớn quen với việc phân loại, xử lý rác hữu cơ, mà trẻ nhỏ cũng tích cực tham gia việc phân loại các bao bì, bìa cứng, vỏ chai lọ có thể tái chế để làm kế hoạch nhỏ. Năm 2022, Minh Tiến được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là xã nông thôn mới kiểu mẫu về tổ chức sản xuất. Toàn xã đang tập trung nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường, phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu về môi trường. Tôi thấy cái môi trường sống nhà tôi bây giờ là rất là phong quang và sạch sẽ, đảm bảo cho cái sức khỏe của con người. Thì chúng tôi chú trọng hỗ trợ nhân dân để chuyển đổi 100% các hộ đều là sử dụng bằng cái hố xây và hố lắp ghép, mở rộng các cái tuyến đường hoa trên địa bàn xã, thế và cái đường điện chiếu sáng ở các cái khu dân cư. Hiện nay toàn huyện Phù Cừ có trên 84% số hộ gia đình thực hiện phân loại, xử lý rác tại nhà. Hầu hết các hộ đều xây hố xử lý rác thải bằng gạch hoặc ghép bằng tấm bê tông. Hố được bố trí gọn gàng tại các góc vườn, có nắp đậy đảm bảo vệ sinh, tránh ruồi muỗi. Theo thống kê của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phù Cừ, trước khi thực hiện tự phân loại rác, mỗi ngày toàn huyện có khoảng 40 tấn rác thải phát sinh. Hiện nay lượng rác đã giảm chỉ còn 18 tấn. Rác hữu cơ được xử lý trở thành nguồn phân bón chất lượng cao cho cây trồng. Người dân khi thực hiện mô hình này thấy được lợi ích, đã tự tuyên truyền, vận động những người dân xung quanh cùng thực hiện. Tất cả mọi người cũng đều hình thành một cái thói quen, rồi kể cả ra ngoài đường có khi nhìn thấy rác là cũng phải nhặt, ý thức giờ nâng lên rồi. Năm 2023 chúng tôi tiếp tục duy trì cái cơ chế hỗ trợ cho các hộ đang thực hiện đạt hiệu quả, như là hỗ trợ cái chế phẩm vi sinh để xử lý. Hai là những cái hộ mà chưa thực hiện xử lý mà nay thực hiện mới thì tiếp tục là hỗ trợ cái nguyên vật liệu để hộ gia đình cùng với xã xây cái hố để xử lý. Sự tích cực thực hiện tuyên truyền vận động của các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện Phù Cừ đã tạo được thói quen phân loại xử lý rác thải tại nhà cho người dân. Kết quả này sẽ giúp địa phương sớm hoàn thành mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu về môi trường. Quý vị và các bạn thân mến, với những thông tin về môi trường và đô thị chúng tôi vừa cung cấp, hy vọng sẽ góp phần tuyên truyền xây dựng Hưng Yên ngày thêm phồn thịnh và trở thành quê hương đáng sống, điểm đến của du khách thập phương. Chuyên mục kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Môi trường và đô thị phát sóng ngày 24 tháng 3 với nội dung đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại chợ và trung tâm thương mại Như Quỳnh, huyện Văn Lâm.